Chào mừng quý vị đến với bản tin năng lượng ngày 27 tháng 4 của HCT và sau đây là một vài tin tức đáng chú ý. Về báo cáo tồn kho EIA, báo cáo kết thúc ngày 21 tháng 4 cho thấy dữ liệu từ báo cáo dầu mỏ của EIA cho thấy tồn kho dầu thô của Mỹ đã giảm 5,054 triệu thùng là mức giảm lớn nhất trong một tháng và so với dự đoán của thị trường là giảm 1,486 triệu thùng. Các kho dự trữ sản phẩm chưa cất bao gồm dầu diesel và dầu sưởi cũng giảm 0,576 triệu thùng so với dự báo là giảm 0,839 triệu thùng. Tổng hợp tin tức năng lượng, tỷ lệ dầu vàng giá giao ngay của vàng thỏi chia cho hợp đồng tương lai của dầu WTI là một phong vụ biểu cho tình trạng của nền kinh tế toàn cầu. Với các chỉ số cao hơn, chứng tỏ các nhà đầu tư đang chuẩn bị cho một cuộc suy thoái. Tỷ lệ này đã tăng lên kể từ giữa năm 2022 và tăng đột biến vào cuối tháng 3 khi cuộc khủng hoảng ngân hàng thúc đẩy sức hấp dẫn của vàng như một nơi trú ẩn an toàn. Khi nào chính xác Fed ngừng tăng lãi suất là một câu hỏi lớn đối với cả hai hợp đồng này. Warren Patterson, người đứng đầu bộ phận chiến lược hàng hóa của ING Group cho biết, các tài sản rủi ro nhìn chung đã tăng giá nhờ các bản phát hành vĩ mô tiêu cực vì nó có thể báo hiệu sắp kết thúc đợt tăng giá của Fed. Sự phục hồi sau đại dịch của Trung Quốc không như kỳ vọng, nhưng hầu hết các nhà phân tích vẫn tiếp tục mong đợi nhu cầu cao hơn từ nhà nhập khẩu dầu lớn nhất sẽ bắt đầu vào một thời điểm nào đó. Thuật ngữ OPEC khi liên minh can thiệp để hỗ trợ giá dầu là một trong những ẩn số lớn khác đối với các nhà đầu tư dầu mỏ. Cùng thông báo của liên minh vào đầu tháng 4 khiến tỷ lệ này giảm xuống. Tiến trình phục hồi của Trung Quốc với hoạt động du lịch hàng không từ tuần lễ vàng vào đầu tháng 5 là một dấu hiệu quan trọng. Một số nhà phân tích vẫn thấy giá tăng cao hơn, với hy vọng rằng việc mua tăng từ các nhà máy lọc dầu của Trung Quốc sẽ bù đắp cho tình hình kinh tế đang xấu đi ở Mỹ. Tuy nhiên, sự lạc quan đó đã giảm bớt trong những tuần gần đây, với việc bốn quỹ giao dịch hoán đổi danh mục lớn nhất ghi nhận dòng tiền chảy ra trong 5 tuần. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin năng lượng của HCT. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.